quý vị đang đến với chuyên mục Đẹp và Thẩm Mỹ. Tuyết Vinh tin chắc rằng với cuộc sống hiện đại ngày nay thì chị em phụ nữ nào cũng rất là quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Bởi vì thực sự là nếu mà chúng ta đẹp hơn thì chúng ta sẽ tự tin hơn, đúng không ạ? Và với phụ nữ Á Đông của chúng ta thì có một khuyết điểm trên gương mặt mà hầu như ai cũng muốn thay đổi, đó chính là phần mũi của mình. Vậy thì ngày hôm nay khán giả nào đã may mắn nhận được gói phẫu thuật nâng mũi miễn phí, mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ ngay bây giờ nhé. Xin chào chị ạ. Xin chào Tuyết Vinh ạ. Chị có thể giới thiệu đôi nét về mình cho quý vị khán giả được biết không? Mình tên là Nguyễn Thị Thu Nga, đến từ Kiên Giang ạ. Dạ, chị Nga bao nhiêu tuổi và hiện nay đang làm công việc gì? Mình năm nay 34 tuổi, đang làm công tác kế toán văn phòng. Kế toán văn phòng. Rồi, ngày hôm nay thì đầu tiên là Tuyết Vinh phải chúc mừng chị, bởi vì là trong rất là nhiều khán giả nhắn tin về chương trình thì chị đã là người may mắn nhất nhận được gói phẫu thuật nâng mũi từ chương trình. Và người sẽ đồng hành tư vấn cho chị ngày hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ năm 2013. Chào bác sĩ ạ. Xin chào Tuyết Vinh, chào Thu Nga. Chào bác sĩ. Và bây giờ thì Tuyết Vinh muốn hỏi chị là từ khi nào mà chị muốn thay đổi cái chiếc mũi của mình? Từ khi mình thấy cánh mũi mình hơi to, mình không hài lòng ở cái đó nên mình cũng muốn là thay đổi từ đó. Có coi chương trình này lâu rồi nhưng mà vô tình nghĩ coi lại mình thử coi mình có được may mắn hay không, có tham gia chương trình. Dạ. Và xác định là mình may mắn. Dạ. Bây giờ là xác định là mình may mắn rồi đúng không? Dạ. Với bác sĩ Long thì bác sĩ nhận định như thế nào về chiếc mũi của chị Thu Nga? Lúc nãy cái câu vừa Nga vừa nói là muốn thay đổi cái cánh mũi đúng không? Dạ. Cánh mũi thôi. Còn cái phần sống mũi thì không cần. Nói chung thì cũng muốn thay đổi nhưng mà cũng hơi lo một tí. Lo một xíu. Lo là do là sợ khi mà có sống mũi vô thì nó sẽ sợ, giống như là đi ra đường thấy người ta sửa mũi thì thấy nó có cái sống, nhìn vô thấy kỳ quá, nó không có tự nhiên. Em thì em muốn là nó tự nhiên hơn, nhìn vô nó hài hòa hơn mặt. Tức là Nga đã từng nhìn thấy những người khác. Dạ. Có một vài người cái mũi không được đẹp lắm đúng không? Dạ. Thực ra đó, khi làm đẹp á, nó có đẹp hay không á, thì nó lệ thuộc vô nhiều yếu tố. Thí dụ như là về kinh nghiệm của người làm nè, rồi về cái cảm quan về thẩm mỹ nè, về kỹ thuật, và cuối cùng một yếu tố cuối cùng là lệ thuộc vào cái tình trạng của cái khách hàng, của cái người đi làm đẹp. Dạ. Thì như vậy thì có 4-5 cái yếu tố nó đóng góp vô trong cái việc mà chúng ta có đẹp hay không và có tự nhiên hay không. Nếu mà chúng ta thiết kế một cái sống cho nó vừa vặn và nó phù hợp với cái sống mũi cũng như cái phần da mũi thì chắc chắn là nó sẽ đẹp. Dạ. Với trường hợp của chị Nga thì theo bác sĩ là sẽ có những cái điểm nào mà chúng ta cần phải chỉnh ạ? Như Nga nhận xét thì là cái cánh mũi to là đúng. Thật ra cái cánh mũi này đó nó có một cái đặc điểm là hai cái điểm hai bên này nó đóng thấp hơn cái trụ mũi. Thông thường cái trụ mũi tức là cái chính giữa này này, cái chân dưới này này, nó phải thấp hơn và hai điểm hai bên nó phải ở trên cao lên thì cái mũi nó sẽ đẹp hơn và nó kín hơn. Nhưng cái mũi này có đặc điểm là hai cái cánh hai bên nó bị xệ xuống. Tình trạng xệ này càng lớn thì cái mũi mình nhìn càng hỉnh, nó bị hở ra. Như vậy thì nhưng mà trường hợp này thì cũng không xệ nhiều lắm đâu. Như vậy thì chúng ta làm một cái kỹ thuật thu cánh mũi, thu gọn cánh mũi là được rồi. Vậy là mình có cần phải nâng mũi không bác? Thật ra thì mình biết là cái tâm lý của Nga rất là hơi lo lắng về cái vấn đề nâng mũi mà nó không có được tự nhiên. Nhưng mà an tâm đi, ở đây nâng mũi là 100% là tự nhiên. Và bản thân Tuyết Vinh là một người đồng hành cùng với chương trình thì Tuyết Vinh cũng đã được gặp gỡ rất là nhiều những cái kết quả rất là khả quan từ bàn tay của bác sĩ, cho nên là chị Thu Nga có thể yên tâm. Dạ, yên tâm chứ. Tại có yên tâm nên mình mới theo dõi chương trình hoài, mới đăng ký nhắn tin thôi. Dạ. Và hy vọng là sau khi mà chị Thu Nga hoàn thành xong ca phẫu thuật của mình thì sẽ không có những trường hợp là ai nhìn vào nói là phát hiện chị Thu Nga đang sửa mũi, sẽ rất là tự nhiên. Dạ. Rất mong là như vậy. Mong muốn nhất là được tự nhiên đúng không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì chúc chị Thu Nga sẽ có một ca phẫu thuật thật là thành công nhé. Cảm ơn. Cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều và cảm ơn bác sĩ Long ngày hôm nay đã tư vấn rất là cặn kẽ cho chị Thu Nga. Và quý vị khán giả thân mến, có lẽ là chúng ta sẽ cùng chờ đợi để xem kết quả từ ca phẫu thuật dành cho chị Thu Nga sẽ như thế nào trong chương trình tuần tới. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi.